Xin chào quý vị và các bạn. Trong chiều và đêm nay, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì ổn định, trời khô ráo và có nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất đạt mức 22 cho tới 25 độ. Đến tối, nhiệt độ giảm nhanh và trời rét sâu. Như tại thủ đô Hà Nội, khi trời tắt nắng thì nhiệt độ giảm nhanh, đến tối chỉ còn khoảng 15 đến 16 độ và sẽ giảm thêm từ 2 đến 3 độ vào đêm muộn và sáng sớm mai. Còn trưa chiều nay trời nắng cùng với độ ẩm giảm thấp. Trong khi đó, đới gió đông bắc tầng thấp hoạt động mạnh dọc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên duy trì nhiều mây, có mưa với thời điểm chính là về đêm và sáng. Cường độ mưa không mạnh mẽ, chỉ khoảng từ 5 đến 10 mm. Trời rét từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên trời lạnh về đêm và sáng. Còn lại khu vực từ Khánh Hòa trở xuống tới Bình Thuận, thời tiết mát mẻ, ban ngày có nắng yếu gián đoạn. Thành phố biển Đà Nẵng ở trong vùng có mưa nên trời nhiều mây, mưa nhỏ xảy ra rải rác, tập trung về đêm và sáng. Do có mưa và tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ ngày đêm đều dưới mức 24 độ. Các tỉnh còn lại thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời có nắng nhẹ và trưa chiều. Tuy nhiên về đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm thấp. Tại các tỉnh Nam Bộ tiết trời se lạnh, trong khi đó vùng cao nguyên tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất giảm về khoảng từ 16 đến 19 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất chỉ ở quanh mức là 30 độ. Đến tối chỉ còn từ 23 đến 24 độ và sẽ giảm thêm từ 1 đến 2 độ trong khoảng thời gian từ 1 đến 4 giờ sáng mai. Ngoài ra, chiều cường còn ở mức cao, trên báo động 2 nên nguy cơ ngập úng còn diễn ra tại khu vực trũng thấp ven sông. Người dân lưu ý để có kế hoạch di chuyển hợp lý. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 7 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.